phong cách tạo sức hút của nữ thần Iran. Người mẫu Malaga Jaber, 34 tuổi, fan thường gọi nữ thần Iran, chuộng các thiết kế tôn hình thể gợi cảm. Trên thảm đỏ Red Sea Film Festival 2023 ở Jeddah, UAE hôm 4 tháng 12, Malaga Jaber ghi điểm phong cách với đầm đơn sắc của hãng La Beso, kết hợp khuyên tai, vòng cổ đính kim cương trong bộ sưu tập cưới từ thương hiệu MT Tai. Trên Instagram, nhiều khán giả khen người mẫu đẹp như tạc tượng. Theo Madrid Biography, Malaga Jaber làm mẫu từ thời thiếu niên, nhưng vì một số quy định ở quê nhà Iran, cô quyết định chuyển đến California, Mỹ theo đuổi đam mê. Thuở đầu, cô xuất hiện trên tạp chí Lay Alina, Mốc Lai Phe Tin, cộng tác với Philip Blaine, Guess, Marc Jacobs hay Michael Kosel. Mỹ nhân phối tan tốt với quần jean ống loe khi làm mẫu trang bìa tạp chí Palazzo Magazine. Cao 1,78m, số đo 3 vòng 86, 63, 91, cô diện đẹp mọi phong cách. Malaga Jaber chọn đầm họa tiết hoa kiểu dáng gợi cảm của Miula trong loạt ảnh tạo dáng giữa đồng cỏ. Cô nhiều lần được bình chọn một trong sao nữ gốc Iran đẹp nhất. Cô khoe hình thể với mốt xẻ ngực sâu, phối túi Collini Milano. Hình ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt kích trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều năm nay, fan thường gọi Malaga Jaber là nữ thần Iran hay thiên thần Iran hay mỹ nhân khuôn mặt không góc chết. Business Insider lẫn truyền thông quốc tế đánh giá Malaga Jaber mạnh mẽ, táo bạo, luôn để cao nữ quyền và nhiều lần lồng ghép thông điệp chính trị qua trang phục. Trang phục đời thường của người mẫu cũng được đánh giá cao. Ở tuổi 34, cô trung thành với trang phục cắt xẻ, phong cách sexy. Cô phối bút trắng với đầm hồng Louis Vuitton trong tiệc mừng ngày của mẹ trên bãi biển Laguna, California, Mỹ, hồi tháng 5. Chị ruột cô, Rahi Jaber, phải là kỹ sư máy tính kim nhà thiết kế đồ họa, cũng được đánh giá cao nhan sắc. Cô diện thiết kế các ao gam nu của thương hiệu Princess Polly khi nghỉ dưỡng ở vịnh Santa Catalina, Mỹ. Người mẫu sắm gần 100 bộ áo tắm đa phong cách lẫn màu sắc. Cô từng nói thích bơi, gym, chạy bộ và nhiều môn thể thao khác. Chế độ ăn, ngủ nghỉ khoa học giúp Malaga Jaber duy trì sắc vóc. Theo Sun, Mỹ, cho biết sự nghiệp thành công, cô sống dư dả. Một số báo cáo trực tuyến cho rằng giá trị tài sản ròng của người đẹp có thể lên tới 5 triệu đô la Mỹ, thu nhập đến từ hợp đồng làm mẫu, gương mặt đại diện nhãn hàng, quảng bá trên mạng xã hội lẫn dự án kinh doanh khác. Malaga Jaber sinh ngày 17 tháng 6 năm 1989 ở Isfahan, Iran. Theo Madrid Biography, không có nhiều thông tin về cha mẹ lẫn thời thơ ấu của người đẹp. Cô được cho là có bằng cử nhân vật lý, toán. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.